là một trong 53 dân tộc thiểu số ở nước ta, đồng bào dân tộc Dao sinh sống tập trung ở khu vực miền núi phía Bắc tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Dù sống ở đâu thì người Dao luôn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng với những phong tục, tập quán độc đáo và phong phú. Theo truyền thống, trong ngày mùng 1 Tết, các gia đình người Dao sẽ không ăn canh, không ăn rau xanh. Họ quan niệm ngày mùng 1 ăn canh thì cả năm ra đồng sẽ gặp mưa. Họ kiêng không ăn rau xanh để vườn không bị mọc cỏ rậm. Gia đình phải làm đủ 12 món ăn, gồm thịt gà, thịt lợn luộc, nội tạng của gà, lợn, vân vân, để cả năm no đủ. Đối với người Dao, khi ăn chiếc bánh chưng hay bánh gù đầu tiên, họ sẽ buộc lá bánh lên cột nhà để gia đình gặp may mắn trong năm và để gió không làm đổ ngô. Trong đêm 30 Tết, tất cả các gia đình đều phải gấp quần áo gọn gàng, không phơi quần áo trên dây. Họ kiêng như thế để muỗi không bay vào nhà. Đặc biệt trong ngày mùng 1 Tết, họ không gọi các con dậy. Với quan niệm, ai mà bị gọi dậy trong ngày mùng 1 sẽ bị bò cắn.